chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Tâm Family. Mến chúc các bạn và gia đình thật là nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và bình an trong cuộc sống. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bánh ngàn lớp hình chiếc lá với cách làm rất là đơn giản. Bánh vừa giòn vừa ngon, ăn rất là thơm và lạ miệng. Nguyên liệu chính của món bánh này chỉ cần có bột mì, nước và một ít bột bắp để mình tạo thành những cái lớp. Cách tạo hình thì rất là thú vị, mình chia sẻ đến cho các bạn. Nếu các bạn yêu thích thì cùng mình làm cho gia đình thưởng thức nha. Và bên ngoài có mè ăn rất là thơm, ngon. Hương vị mới của món bánh này mình muốn chia sẻ đến cho các bạn. Nếu các bạn xem thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, bấm vào cái chuông ở bên cạnh để tiếp tục theo dõi những món bánh mới từ kênh mình nha các bạn. Và mình làm món bánh này là món bánh ăn vặt cho gia đình. Nếu làm với số lượng nhiều thì mình đợi cho bánh nguội, sau đó cho vào keo đậy nắp kín lại và để dành ăn nha các bạn. Hoặc là mình có thể làm món bánh này kinh doanh. Với mình thì mình làm bánh này không kịp bán vì mình làm hoàn toàn là thủ công bằng tay, không dùng đến máy nha. Hình chiếc bánh vừa lạ vừa ngon. Cách làm như thế nào? Bây giờ mình mời các bạn cùng xem. Thì nguyên liệu mình cần chuẩn bị là 300g bột mì đa dụng. Mình thường làm bánh bột mì đa dụng nha các bạn, rất là tiện. Tiếp theo cho vào 60g bơ, sử dụng đây là bơ thực vật, bơ mặn. Nếu mà mình dùng bơ lạc thì mình có thể cho thêm một xíu muối. Còn ở đây mình dùng bơ mặn nên mình không cho muối. Vừa cho vừa trộn đều. Tiếp theo mình cho vào là 40g đường bột. Đường bột sẽ nhanh tan hơn. Hoặc là mình có thể dùng đường cát. Đường cát thì sẽ lâu tan hơn là đường bột nha. Đó, vừa cho vừa trộn đều nha các bạn. Công thức thì mình ghi dưới phần mô tả để cho các bạn tìm xem. Giúp cho bánh được thơm hơn và có hương vị từ vani. Mình cho vào đây là một muỗng cà phê hương vani dạng nước. Nếu các bạn không thích ăn hương vani thì mình có thể bỏ qua. Lúc này mình sẽ cho vào đây là 140ml nước lọc, vừa cho vừa trộn đều. Rồi tiếp tục mình sẽ nhồi nhồi đến khi nào không còn thấy bột khô và bột mềm dẻo là được nha. Nếu mà các bạn thích ăn bánh giòn thì mình có thể làm công thức này, vì bánh này ngon hơn là cả bánh kẹp nha các bạn, và cũng đơn giản dễ làm. Nhồi được một lúc thì cũng không còn thấy bột khô và bột đã mềm dẻo như vậy. Mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm hoặc là một cái khăn đậy lại cho bột nghỉ trong vòng 20 phút. Bột nghỉ được 20 phút, lúc này mình sẽ lấy bột ra mặt phẳng bàn. Mình sẽ nhồi sơ lại để cho bột được mềm dẻo hơn. Dùng dao cắt bột, mình sẽ chia đều 4 phần bằng nhau. Rồi lúc này mình sẽ vo tròn một viên bột lại và tương tự những viên còn lại cũng làm y như vậy. Lúc này mình sẽ lấy một viên bột đầu tiên mà mình vo viên, ấn dẹp viên bột, dùng cây lăn bột lăn mỏng miếng bột này ra. Mình có thể lăn làm hình chữ nhật nha các bạn. Lăn viên bột này càng mỏng thì càng tốt và có cái độ dài khoảng là 20cm. Lăn cho thiệt là mỏng thì những cái lớp bánh của mình sẽ mỏng. Như các bạn thấy thì bột rất là mỏng ha, mình có thể cầm lên và nhìn thấy được cái tay ở bên dưới. Tiếp theo mình chuẩn bị 120g bột bắp. Rồi mình dùng một cái rây. Mình cho bột vào rây, mình rây lên mặt bột như vậy nha. Rây bột bắp như vậy sẽ giúp cho bánh giòn hơn và tạo thành được những cái lớp. Bột không có bị dính vào nhau, như vậy thì bánh mới tách lớp được nha các bạn. Đó, mình rắc đều như vậy. Rồi mình sẽ cuộn bột lại, cuộn cho chặt tay.
thấy vậy chứ rất là đơn giản, không có cầu kỳ gì hết nha. Chỉ cần các bạn chịu khó một xíu thôi thì mình sẽ có được món bánh vừa ngon vừa đẹp mắt. Nhưng đây là cách làm thủ công hoàn toàn là tay, không dùng đến máy nha. Thì cuộn bột tới cái miếng cuối này nè các bạn, mình sẽ dùng một xíu nước. Mình có thể dùng cọ mình quét hoặc là mình dùng ngón tay ha. Mình thoa đều cái lớp bột này ở chỗ cái mí á, để tạo được cái độ ẩm. Khi mà mình cuộn lại á, thì bột không có bị bung ra. Đó, như vậy là mình đã tạo hình xong được một cuộn bột. Tương tự những viên bột còn lại mình cũng làm y như vậy nha. Bột sau khi đã cuộn xong thì mình lấy cái viên bột đầu tiên mình cuộn á, mình sẽ làm trước. 3 viên còn lại mình dùng khăn mình đậy lại tránh cho bột không có bị khô. Và mình chuẩn bị thêm một chén nước lọc. Và bên đây là mè, mè sử dụng là 30g. Tùy theo mình thích ăn mè nhiều hay ít nha. Còn nếu các bạn không thích ăn mè thì mình cũng có thể bỏ qua. Thì mình sẽ thoa mỏng một lớp nước lên cái cuộn bột, tạo được cái độ ẩm để cho mè được bám chặt vào nha các bạn. Sau đó là mình sẽ lăn qua mè như vậy nè. Thì mè chỉ bám chặt ở bên ngoài cái cuộn bột thôi, còn ở bên trong thì không có mè. Mè này là mè trắng, mình chưa có gan. Mình lăn mè bám thật là chặt vào bột thì lúc mà mình chiên á, mè không có bị rớt ra ngoài. Như vậy là mè đã bám chặt vào bột rồi nè các bạn. Thì mình sẽ dùng dao cắt bột, mình sẽ cắt nhỏ nha. Khoảng là 7cm hoặc là 5cm. Tùy theo các bạn thích bánh của mình lớn hay nhỏ mà mình chia bột. Vì mình thường làm công thức này để bán cho khách hàng đó các bạn, nên mình cũng quen tay, mình cũng nhắm chừng mình cắt nha. Thì các bạn thấy được là cái cuộn bột của mình có rất là nhiều lớp. Rồi lúc này mình sẽ ấn dẹp bột ra, dùng cây lăn bột mình lăn mỏng lại nha, các bạn để đứng lên. Như vậy mình mới làm được nhiều lớp nha các bạn. Đó, mình lăn mỏng ra như vậy nè. Thì tương tự những miếng bột còn lại mình cũng làm y như vậy. Và ở khúc này thì các bạn xem cho kỹ video mình làm nha. Đó, làm như trong video này là đúng nha các bạn. Chứ đừng có để nằm ngang cái miếng bột lại, sau đó các bạn lăn bột ra thì khi mà mình chiên á, sẽ không có được nhiều lớp giống như bánh của mình làm nha. Thì đây là bột mà mình đã tạo hình xong rồi nè các bạn. Đó, mình lăn mỏng ra như vậy nha. Rồi chuẩn bị một chảo dầu ăn đem đi chiên bánh. Thì mình dùng khoảng là 1 lít dầu ăn, mình cho lên chảo. Nếu cái chảo nhỏ thì mình dùng dầu á, ít lại. Còn mình dùng chảo lớn thì mình phải cho nhiều dầu. Bánh phải ngập dầu thì chiên bánh mới ngon. Dầu nóng sôi đầu đũa thì mình sẽ cho bánh vào. Khi vừa cho vào thì các bạn thấy miếng bột của mình sẽ nằm ngang. Và làm sao để tạo được những cái lớp cho bánh thì mình cần phải có kỹ thuật trong quá trình mình chiên. Đó, mình đợi dầu nóng một xíu, mình chở bề qua, chở bề lại nha các bạn. Khi mà bánh nổi lên trên mặt á, thì mình sẽ dùng chiếc đũa. Và mình sẽ để đứng miếng bột lên như vậy, để cho bột được tách ra thành từng lớp. Và cái bánh sẽ nở phồng. Còn nếu mà các bạn cứ cho bột liên tục vào và chiên thì bánh sẽ không có lớp nha. Mình làm như thế nào thì mình chia sẻ thế đó đến cho các bạn. Và mong muốn là các bạn yêu thích món bánh này thì các bạn làm sẽ thành công hơn. Nhưng mà chiên bánh này thì một lần mình không cho quá nhiều nha các bạn. Khi mà mình định hình được một cái bánh, lúc đó mình mới cho bột tiếp theo. Một hai cái đầu làm chưa quen thì bánh chưa có được đẹp. Khi mà cái thứ ba, thứ tư các bạn quen tay thì mình làm bánh sẽ đẹp lắm. Đây như các bạn thấy là cái bánh này nè, bung lên như vậy do là mình dùng chiếc đũa mình lật đứng lên nha, thì bánh mới bung ra được như vậy nha các bạn. Và khi mình tạo hình cố định được một cái bánh ở trên chảo dầu, tiếp theo mình mới cho một miếng bột nữa nha. Cho vào khoảng là 1 đến 2 giây á, thì bắt đầu mình lật đứng cái bánh lên để cho bánh được tách lớp ra và nhìn như là một chiếc lá ha. Thì cứ tương tự y như vậy, mình sẽ cho bánh vào mình chiên. Trong quá trình chiên thì mè cũng có bị rơi ra ngoài, nhưng mà một số ít thì không quan trọng gì nha các bạn. Đó, tiếp tục mình sẽ cho vào mình chiên cho đến khi nào bánh vàng đều, mình sẽ vớt ra.
Mãi mê tạo hình nhưng đừng quên chở bề bánh những cái bánh mà mình tạo hình trước đó nha các bạn, để cho bánh được vàng đều hai mặt. Nếu không là bánh của mình sẽ bị khét nha. Cái bánh nào mình chiên trước thì sẽ vàng trước. Mình nhìn thấy vàng đều rồi thì mình sẽ vớt ra một cái vợt và để đứng lên nha các bạn, để cho dầu được nhiễu xuống, không có bị rút dầu vào bánh. Và cách để cho bánh không bị rút dầu thì mình có thể mở lửa lớn khi mà mình thấy bánh vừa bắt đầu vàng, để cho dầu được nhả ra, chiếc bánh sẽ rất là khô ráo, không có bị rút dầu. Bánh này mà rút dầu thì ăn sẽ rất là ngán. Làm bánh cũng cần phải có kỹ thuật nha các bạn, bánh mới ngon được. Thì mình vớt những cái bánh này ra, tiếp theo mình sẽ chiên những cái bánh còn lại cho đến hết ha. Và để bánh được giòn lâu hơn, mình nên chiên vàng hết từng lớp luôn nha. Đến cái lớp nhỏ xíu ở bên trong cũng phải vàng đều, lúc đó mình mới lấy ra được. Là dầu ăn phải ngập bánh đó các bạn. Thì đây là một dĩa bánh hình chiếc lá, được làm với một công thức rất là đơn giản và cách tạo hình cũng rất là thú vị. Đây các bạn thấy bánh của mình vàng đều từ lớp bên ngoài bên trong ha. Mình gõ như vậy để cho các bạn nghe được cái độ giòn của bánh. Rồi lúc này mình sẽ bóp chiếc bánh lại cho các bạn nghe được cái độ giòn nè. Bánh này mà các bạn cầm nguyên một cái mình cắn vào á, mình ăn sẽ rất là ngon hơn là mình bóp ra từng miếng nhỏ. Mời các bạn nha. Bánh rất là giòn mà giòn xốp nha các bạn, giòn tan luôn á. Và mình chiên như vậy thì các bạn thấy tới cái lớp nhỏ xíu ở bên trong cũng vàng đều và cũng rất là giòn. Nếu mà mình chiên không vàng thì cái lớp bánh cuối cùng ở bên trong sẽ bị mềm, làm cho bánh của mình không có giữ được lâu. Mình đợi cho bánh thật là nguội, mình cho vào hộp hoặc là keo, mình đậy nắp kín lại để dành ăn nha. Nếu các bạn kinh doanh làm bánh này bán thử thì các bạn ngon lắm, rất là đắt hàng nha. Và mình kết hợp cho một ít mè bên ngoài để tạo nên một hương vị mới cho món bánh này, vừa ngon vừa lạ miệng. Bánh này ăn không có quá ngọt, vì ngọt quá thì sẽ nhanh ngán và mình chiên thì cũng sẽ nhanh khét ha các bạn. Video mình chia sẻ đến đây cũng tạm dừng. Nếu các bạn yêu thích thì mình mời các bạn cùng làm chung. Chúc các bạn thành công và ăn thật là ngon miệng nha. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiện theo dõi những video mới từ kênh mình. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Bye bye các bạn.